Hoa khôi nam em thay đổi phong cách ăn mặc khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Nam em là một mỹ nhân nổi tiếng ở các đấu trường sắc đẹp. Cô cũng tạo ấn tượng tốt khi tham gia các chương trình truyền hình trong nước. Mỹ nhân sinh năm 96, mới đây còn công bố trở lại đường đua nhan sắc. Cô quyết định tham gia Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 để có cơ hội tham gia Miss Universe. Không biết có phải quyết tâm đi thi Hoa hậu lần nữa hay không, mà gần đây nam em thay đổi rõ rệt theo chiều hướng tích cực. Trong một những điểm dễ thấy nhất chính là phong cách thời trang, kín đáo, mộc mạc và giản dị, đúng chuẩn gái nhà lành trong các bộ phim thôn quê mà ta thường hay xem. Cô ở nhà giãn cách thường trưng dụng bộ đồ màu sắc, họa tiết bắt mắt như các cô nàng teen girl. Nam em rất thích đồ bộ, áo thun quần tây và chiếc áo sơ mi kín cổng cao tường giản dị, tạo thiện cảm đối với người đối diện. Nhiều người hâm mộ cô nàng tỏ ra thích thú và ngạc nhiên trước sự thay đổi phong cách ăn mặc của mỹ nhân 25 tuổi. Bởi vốn dĩ trước đây, nam em thường xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy, xa hoa cùng với áo thướt tha. Cô từng làm người hâm mộ choáng ngợp trước vẻ đẹp hình thể khi diện váy sẽ tà cao tất bật, khoe chân thon, váy cúp ngực, khoe bờ vai nụt nà hay những thiết kế xuyên thấu gợi cảm đầy tinh tế. Những ngày chưa giãn cách xã hội, khi có thể tham dự các sự kiện giải trí, nam em cũng điều chỉnh phong cách thời trang của mình. Cụ thể, cô gắn liền với xu hướng tối giản, thanh lịch và thường xuyên lựa chọn hai tông màu trắng đen để ứng dụng vào loạt váy áo thời thượng mỗi khi xuất hiện. Rất có thể chính hình ảnh này để chuẩn bị cho công cuộc tái xuất đấu trường sắc đẹp của Hậu Hoàn Vũ, nơi mà cô đã từng lọt top 15 người đẹp nhất cách đây 6 năm về trước. Hy vọng rằng hình ảnh mà nam em mang lại lần này sẽ được công chúng đón nhận nhiệt tình, bởi cô là một nhan sắc có tài lẫn cá tính rất riêng biệt.